Sau phẫu thuật nhận đạt, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay là có cặp phuộc của Future 110 nha anh em nha. Phuộc này thì nó đã sơn lại rồi, sơn rất là đẹp luôn. Sơn này thấy không, ngoáng luôn, rất là đẹp ha. Thì sơn sẵn rồi, về anh em chỉ việc xài thôi. Con này thì ti rất là đẹp, ti chín, đầu ti bằng khè luôn nè. Con này thì không có gì để chê đâu anh em ơi, êm lắm. Phuộc Future 1 thì anh em biết rồi, mã KAV MAP nha. Phuộc này là phuộc thắng đĩa nha anh em, cuộc thắng đĩa nha, dành cho anh em chơi Future 110, WZX, rồi Future 2, rồi Wayfarer 110. Nói chung là xe nào thắng đĩa thì anh em gắn được thôi. Đó, mấy xe Way Alpha thắng đĩa này kia là anh em gắn được hết nha. Thì về cái mức giá thì con này nó chỉ có mình bán thanh lý nhanh 500 ngàn thôi, nhưng mà bao cho anh em là lên xe cực kỳ êm ái luôn. Phục Future thì nói chung á, thì các cái cặp phục trước á, thì phục Future thuộc dạng phục rất là êm, dàn chân của khu chờ rất là êm luôn, phục trước và phục sau đều rất êm. Con này thì thực chất ra giá thì cũng chẳng có giá 500 đâu, con này bây giờ ít khoảng 700-800, nhưng mà đạt bán như 500 thôi, tại vì cái ti là ti đẹp nha anh em nha, phốt zin ti đẹp, sơn thì có sơn lại để cho nó đẹp căng rồi, chủ xe sơn sẵn rồi, về là chỉ việc xài thôi. À, đẹp rồi, sẵn rồi, về là lên xe là ok ngay, ngon lành ngay. Sơn này nó cũng thuộc dạng sơn giả zin, nó rất là đẹp nha anh em nha. Thì mức giá của nó là chỉ có 500 thôi. Thì anh em là chúng ta cần thì anh em liên hệ mình. Dung phục này thì anh em nhìn ti có này thì anh em biết rồi, mình không có gì để quảng cáo nhiều cho anh em nữa. Ti bằng khè luôn, phục cũng như là ống ti chỗ này rất là đẹp nha. Về là anh em lên xe là hết bài, ưng ý liền luôn đó. Giá của nó là 500. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Phục này thì bao êm, bao lên xe không xì dầu, không sượng gì hết cho anh em nha. Bao anh em ti thẳng tắp, đẹp ngay hẳn cho anh em. Về là lên xe là nhún nhảy bao ok nha. Rồi anh em nào cần liên hệ với Đạt nha, giá chỉ có 500 ngàn thôi, một cặp duy nhất nha anh em.